Tụng chú Lăng Nghiêm gần 2 năm, tóc bạc biến thành đen. Hạnh Đoan tuyển dịch. Hai ngày nay, có một nữ cư sĩ tuổi hơn 60 đã chia sẻ niềm vui cùng chúng tôi, tức những vị ở Phật Thành Tự. Bà nói, tôi tụng chú Lăng Nghiêm tóc bạc biến thành đen nè. Lần đầu khi nghe tin tụng chú Lăng Nghiêm khiến tóc bạc biến thành đen, chúng tôi rất ngạc nhiên nên đã hỏi bà, chuyện là thế nào vậy? Số là ngày hôm đó bà đưa tay lùa vào tóc, bỗng phát hiện ra nhiều chân tóc mới đang mọc, toàn là màu đen. Lòng bà quá ngạc nhiên và hoan hỷ nên bà báo tin cho chúng tôi. Hồi bà tuổi 50 thì đầu tóc đã bạc nhiều, muối nhiều hơn tiêu. Nhưng kể từ năm ngoái, ngày nào bà cũng kiên trì tụng chú Lăng Nghiêm 7 lần. Đến năm nay thì bà cho tăng lên 21 biến một ngày. Không ngờ chưa đầy 2 năm, tinh thần khí chất của bà đều chuyển tốt. Hiện tượng lạ nhất năm nay là tuy giờ bà đã 60 tuổi, nhưng các cọng tóc mọc lại trổ toàn màu đen. Hôm sau bà cắt tóc. Do chân tóc mới toàn màu đen nên bà có cái đầu tóc mới đen tuyền. Nhìn bà có vẻ trẻ khỏe, tươi hơn xưa nhiều. Bà cũng chia sẻ với chúng tôi một niềm vui nữa là con trai bà bắt đầu siêng hành thiện bố thí, khiến bà rất hoan hỷ, hạnh phúc. Con trai bà tự mở một công ty thực phẩm và luôn sốt sắng tài trợ cho những trẻ em nghèo. Bà nói, khi con trai tôi đã gửi video quay trực tiếp cảnh phúc thiện, từ thiện trường cho tôi xem, chứng kiến con trai thay đổi và ưa làm việc thiện, lòng tôi rất hạnh phúc. Bà tụng chú Lăng Nghiêm chưa đến 2 năm, không những bản thân tự thu được lợi ích, lại còn cảm hóa con trai chuyển tâm theo hướng tốt. Là một nữ cư sĩ tu tại gia lớn tuổi, bà kiên trì tụng chú Lăng Nghiêm không gián đoạn. Mỗi năm số lượng chú không giảm mà lại tăng lên. Sự tinh tấn này khiến người ta phải kính phục. Ngài Tuyên Hóa nói, tôi đã gặp một người cho dù bận rộn đến đâu, ngày nào anh ta cũng phải đọc 7 biến chú Lăng Nghiêm. Nhờ vậy, trong cuộc sống thường có cảm ứng lớn. Những cảm ứng vi diệu này không thể tả hết được. Quý vị học Phật nên siêng trì chú Lăng Nghiêm. Nếu có thể học thuộc và tụng được chú Lăng Nghiêm, thì cả đời làm người của quý vị xem như không uổng phí. Thần chú Lăng Nghiêm là phát xuất từ chân tâm tự tánh, hàm chứa tất cả. Người có thể tụng chú Lăng Nghiêm là người có phúc báu không gì sánh được. Tất cả điều mong cầu cũng được mãn nguyện như ý. Công hiệu mở máy phát chú Lăng Nghiêm. Trong nhà thường mở chú Lăng Nghiêm nghe, có thể cải biến phong thủy gia đình và thanh lọc từ trường. Khi âm tụng chú Lăng Nghiêm truyền ra, có công năng tránh tà, giải trừ tai họa. Phát một lần tương đương với 10.000 công đức. Mở phát ngũ đại tâm chú cũng tương tự vậy. Chú Lăng Nghiêm là vua trong các chú. Ngũ đại tâm chú là chú tối tôn quý và cực kỳ có ích vào thời mạt pháp. Bạn không trì tụng chú Lăng Nghiêm mà muốn thành tựu là điều không thể có được. Thượng nhân Tuyên Hóa trước khi vãng sanh đã thừa nhận mình là Đức Quán Thế Âm tái lai. Trước khi sư phụ nhập diệt, sư Hằng Thật đã từng hỏi ngài Tuyên Hóa: "Bạch sư phụ, nhiều người nói ngài là Phật A Di Đà tái lai, Bồ Tát Quán Âm tái lai, Đạt Ma Tổ sư tái lai, vậy rốt cuộc sư phụ là ai?" Thượng nhân đáp: "Là Cổ Quán Âm. Cổ Quán Âm là Quán Âm,
Quán Âm là chánh pháp Như Lai. Quả Huệ cư sĩ ghi, Hạnh Đoan Việt dịch. Ha ha ha,